Bây giờ là nội dung chi tiết. Sau đây là thông cáo đặc biệt về lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944, quê quán xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác từ năm 1967, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 tháng 12 năm 1967, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tham gia Thường trực Bộ Chính trị khóa 8, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, 12, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đại biểu Quốc hội các khóa 11, 12, 13, 14, 15. Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Gần 60 năm công tác, đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến đồng chí. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang.